rỡ thắm tươi, đoàn con về trước tôn nhan, tung hô danh mẹ với ngàn lời ca, kính dâng lên mẹ muôn hoa là lòng yêu mến trọn tình con thơ. Kính thưa cộng đoàn, dừng lại cùng với toàn thể giáo hội, chúng ta bước vào tháng hoa kính đức mẹ, tháng mà tâm hồn mỗi người tín hữu hướng về mẹ Maria với biết bao ân tình trào dâng, cùng tấm lòng tạ ơn và yêu mến đặc biệt. Trong tâm tình ấy, cùng với truyền thống tốt đẹp của Hội Thánh, hôm nay cộng đoàn giáo xứ Phú Ninh chúng con quây quần trước tôn nhan mẹ yêu dấu để cùng nhau dâng hoa kính mẹ. Mẹ ơi, cùng với muôn ngàn sắc hoa kính dâng mẹ hôm nay, chúng con muốn gửi trao về mẹ những nỗi niềm khát khao, những băn khoăn thao thức, những đau khổ, vất vả và cả hạnh phúc ấm êm của cuộc sống nhân sinh. Xin dâng lên mẹ cả những lời khẩn nguyện thiết tha của mỗi gia đình chúng con. Lạy mẹ Maria, chúng con xác tín sâu xa rằng hành trình của cuộc sống gia đình không thể thiếu vắng trái tim yêu thương và bàn tay từ mẫu dịu hiền của mẹ dẫn đưa. Cách đặc biệt, tháng hoa cũng là cơ hội để mỗi người suy gẫm về hiệp hành, để mỗi thành viên trong giáo hội luôn biết sống cầu nguyện, yêu thương, phục vụ và luôn báo tin mừng. Qua chính mẫu gương từ mẫu của mẹ, mẹ luôn luôn theo Chúa Giêsu trên mọi nẻo đường. Xin cho chúng con cũng biết hiệp hành cùng giáo hội một cách sâu xa nhất, để cho thánh ý Chúa được thể hiện trên mỗi người và cuộc đời chúng con.
ngàn hồng ân của tay mẹ xuống trên đoàn con. Loài cha đã sáng tạo con người vì tình yêu, cha cũng kêu gọi con người tới tình yêu. Khi cha kết hợp con người bằng tình yêu qua bí tích hôn nhân, cha cũng trao cho họ quyền sáng tạo sự sống mới trong tình yêu. Chúng con xin phủ phục trước tôn nhan cha, cùng dâng lên cha những người cha, người mẹ trong gia đình. Xin Chúa trợ giúp để họ sống ơn gọi này cách hoàn hảo hơn. Lửa thiêng, ngày luôn thắp sáng trong tim.
nhường bao bóng mát trời bay. Lạy mẹ Maria, người mẹ tuyệt vời của gia đình Nazareth, mẹ đã nuôi dưỡng, dạy dỗ Đức Giêsu con mẹ bằng một tình yêu mẫu tử dịu hiền. Chúng con kính lạy mẹ, khấn xin mẹ trợ giúp để các bà mẹ trong mọi gia đình luôn biết giáo dục con cái bằng một tình ái như mẹ. Hãy subscribe.
hiệp thông với con cứu đời. Chúa, để mỗi gia đình, giáo họ và giáo xứ chúng con cũng trở nên ánh sáng chiếu tỏa tình thương Chúa cho nhân loại hôm nay. Thương vâng niềm mến tin. Xin yêu
ngày sinh con rằng mẹ nữ vương. Hoa mân tôi nhiệm màu hạt mừng vui thương sang. Maria mẹ ơi, đây lời kinh dâng mẹ muôn nơi, dâng lên chuối răng người dù gian nguy có mẹ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.